Ăn xong rồi thì hai tụi mình bắt đầu dọn dẹp nhà đó mọi người. Cái tủ quần áo quá trời nhiều rồi, mà có những đồ mà mình không có mặc, có lâu mấy năm nay rồi mình không có mặc. Cuối cùng á thì anh Vi anh chọn hai viên bubble gum, là nó có cái vị giống như là kẹo cao su, hương vị trái cây của mình đó mọi người, hơi giống giống kem won ở Việt Nam mình á. Cùng trải nghiệm cuộc sống ở Úc với mình nha. Mình thức dậy hơi trễ nên là ăn sáng cũng là ăn trưa luôn á mọi người. Mình nấu thịt kho tiêu. Đây, xem ít tí dưa leo, thịt kho tiêu cho hai đứa đó mọi người. Rồi mời mọi người cùng ăn với tụi mình nha. Ăn xong rồi thì hai tụi mình bắt đầu dọn dẹp nhà đó mọi người. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 rồi đó mọi người. Thì tụi mình cũng muốn dành cái khoảng thời gian cuối năm này để mà dọn dẹp nhà cửa lại, chuẩn bị cho một năm mới á mọi người. Tụi mình dọn vô cái nhà này là cũng 2 năm rồi đó mọi người. Mặc dù á là tuần nào tụi mình cũng đều dọn dẹp hết, cũng đều hút bụi, lau nhà, rồi quét mạng nhện, quét bụi này kia á mọi người. Nhưng mà tụi mình chưa có thực sự ngày nào mà tổng vệ sinh nguyên cái căn nhà á mọi người. Thì mình thấy cuối năm như vậy nè là cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời để mà tụi mình tổng vệ sinh cái căn nhà, dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách một để mà tụi mình bắt đầu một năm mới thật là tươi, thật là sạch, đúng không mọi người? Thật ra bếp, máy rửa chén, tủ lạnh, lò vi ba này kia mọi người thì tụi mình dọn dẹp thường xuyên lắm, tẩy trong tẩy ngoài này kia nữa, nhưng mà nó cũng dơ lại á mọi người, tại vì nó là cái chỗ mà mình nấu nướng mà. Cho nên là sẵn dịp này là tụi mình dọn dẹp cho thật là kỹ, cho thật là sạch luôn đó mọi người. Lúc mà tụi mình mua cái nhà này á mọi người, thì cái nhà này mặc dù nó đã cũ rồi, nhưng mà cái bếp nó mới lắm. Thì sau khi mua rồi thì mình mới phát hiện ra là chủ nhà mới sửa lại cái bếp đó mọi người. Cho nên là tất cả những đồ dùng trong bếp nó đều mới hết á. Ví dụ như cái máy hút mùi này nè mọi người, nó mới tinh luôn á. Rồi bếp này kia là đều được chủ nhà thay lại mới hết tất cả. Cho nên là mình cũng đỡ tốn tiền lắm mọi người. Mình vào cái nhà là mình ở thôi á, mình không cần phải sửa chữa gì hết. Thì buổi sáng hôm đó mình dọn dẹp ở trong bếp, còn anh Bi ảnh dọn dẹp ở ngoài sân vườn á mọi người. Xong sau đó rồi tụi mình bắt đầu đi công chuyện và đi chơi nè. Tụi mình mới vừa qua cái chỗ bán đồ Sida, đồ second hand đó mọi người. Tụi mình mới bỏ mấy cái bao đồ ở đó. Tối hôm qua mình thức tới 3 giờ sáng để mà dọn cái tủ quần áo của mình đó mọi người. Cái tủ quần áo quá trời nhiều rồi, mà có những đồ mà mình không có mặc, có lâu mấy năm nay rồi mình không có mặc, mình mặc chật á, mình cất đó. Rồi mình nghĩ là thôi cứ giữ đi, một ngày nào đó mình ốm xuống rồi mình sẽ mặc đó mọi người. Mà thực ra là mình không có bao giờ ốm xuống hết trơn á, toàn là mập lên thôi à. Thành ra là những cái đồ đó mình không bao giờ đụng tới hết á, mặc dù là mình thương nó lắm, mình thích nó lắm, hoặc là mình nhiều khi mình mới mặc vài lần hả, mà mình phải đỏ mọi người, tại vì mình thấy mình để nó lâu quá rồi, mình thấy không có ý nghĩa gì nữa hết rồi. Ví dụ như sau này mình có ốm xuống nữa thì mình cũng sẽ không có mặc nó nữa. Mình nhìn thấy đồ đạc nhiều quá mình cũng mệt nữa mọi người, nên là cái nào không mặc là mình bỏ hết gì đó. Mà thì mình bỏ ba bao đồ với lại những cái đồ linh tinh nữa cho nó khỏe mọi người. Thì hồi nãy giờ mình đem bỏ, không phải là cũng không phải là bỏ nữa, mà là giống như là cho từ thiện vậy đó mọi người. Mình drop up ở đó thì cái chỗ đó sẽ lấy đồ của mình, họ dọn sạch lại, họ giặt sạch lại, thì họ bán, họ đem bán kiểu vậy, họ đem bán lại lấy tiền đó làm từ thiện. Nói chung là quăng ba bao đồ xong tự nhiên thấy nhẹ người hẳn luôn mọi người. Bây giờ là mình thoát kiếp oxy rồi, mình đi chơi chút xíu nè. Bây giờ là 3, 4 giờ chiều giờ rồi, mình thoát kiếp oxy rồi, mình đi chơi đây. Mình còn đi đâu á thì mình cũng không rành nữa, anh Bi ảnh tự quyết định, ảnh chở mình đi thôi à. Vậy ha, mọi người đi với mình nha. Đây là tài xế của mình đây. You look at this. Not the screen. I don't know what I'm looking at anyway. Me too. Bye. Bây giờ tụi mình ghé ngang một cái giống như một cái thao nhỏ 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 ở cái khu vực ven biển này nè mọi người.
Yes. Rồi tụi mình đi vòng vòng chơi coi sao, coi có gì hay không. Có gì hay tụi mình sẽ quay lại cho mọi người ha. Lại khá là bây giờ tụi mình đi kiếm kem ăn á mọi người. Trên đường đi á, tụi mình tìm được một cái tiệm kem Ý gelato này á mọi người. Người ta ăn ở đây đông lắm cho nên là mình nghĩ chắc là cũng phải ngon cho nên người ta mới ăn đông vậy đúng không mọi người. Thì mình vào trong á, thấy người ta có quá trời kem luôn á. Có tổng cộng là 24 vị kem khác nhau. Hai đứa mình kiểu đứng đó hoài luôn mà không biết chọn vị gì á mọi người. Cuối cùng á, thì anh Vi anh chọn hai viên bubble gum. À, nó có cái vị giống như là kẹo cao su, hương vị trái cây của mình á mọi người, hơi giống giống kem Won ở Việt Nam mình á. Còn mình á thì mình chọn một viên sô-cô-la trắng với lại raspberry là mâm xôi đỏ á. Còn viên còn lại á mình chọn là rum and raisin là nho với lại rượu á. Lúc mà mình mua kem á thì mình có hai lựa chọn. Một á là bỏ vào cái ly giấy, hai á là bỏ lên cái ốc quế á. Tụi mình quyết định á là mua hai viên kem bỏ vào cái ly giấy, tại vì tụi mình thấy như vậy nó an toàn hơn á mọi người. Khi mà mình mua cái ốc quế á, nhiều khi mình ăn á cái nó rớt xuống đất. Mình thấy nhiều người làm rớt rồi cho nên là mình lựa chọn cái ly giấy cho nó an toàn. Có gì thì mình múc kem nó nằm trong ly hết à, nó không có đổ ra ngoài. Mua được kem xong rồi á, hai đứa mình mới mang ra sát bờ biển ngồi, vừa ngắm cảnh mà vừa ăn luôn á mọi người. Xong rồi sau đó tụi mình ra ngoài bờ biển để đi chơi nè. Biển ở bên đây á mọi người, nó hay có cây cầu để bắt ra ngoài biển luôn á. Cho nên là mình đứng trên cây cầu đó mình có thể nhìn thấy sâu ở dưới biển luôn á mọi người. Hôm nay tụi mình đi á là ít gió mọi người, mà nắng đẹp nữa cho nên là nếu mà nhìn xuống đáy biển á, tụi mình thấy á, nước biển trong veo mà thấy được cát ở dưới biển nó lợn cợn luôn á mọi người. Nhìn thấy đẹp ghê ha. Ê mọi người, nếu mà mọi người nhìn kỹ ở cái chân cầu á mọi người sẽ thấy là có mấy con vẹm á, nó bám ở dưới chân luôn á, nhìn nó ngộ ngộ. Mình đứng ở ngoài đó mình nhìn sóng biển một hơi tự nhiên mình bị chóng mặt mọi người. Nước biển nó trong xanh mà nó cứ dập dìu một hơi mình chóng mặt quá nên là tụi mình quyết định là đi vào bên trong bờ rồi đi về mọi người. Nếu mà mọi người để ý thì mọi người thấy là tụi mình rất là hay ra đúng không? Tại vì ở Melbourne đó là nó giáp với biển đó mọi người. Cho nên là nó có rất là nhiều bãi biển khác nhau. Thì từ nhà mình á có thể đi đến một cái bãi biển kia chỉ mất 5 phút thôi, mà muốn đi xa hơn cũng có những cái bãi biển xa hơn nữa. Thì tùy, có những bãi biển tắm được, có những bãi biển không tắm được mọi người. Nhưng mà nước ở Melbourne nó nhìn chung là bị lạnh hơn so với ở những cái tiểu bang khác á mọi người. Bởi vì á là Melbourne là nó gần với cái cực nam hơn á, cho nên là cái dòng nước lạnh nó chảy qua cái bãi biển ở Melbourne, cho nên là nước biển ở Melbourne nó lạnh lắm, khó mà tắm được lắm. Tụi mình thì ít khi nào mà tắm nước biển lắm tại vì nó lạnh á. Tụi mình chỉ đến biển chơi, ngâm chân hoặc là nhìn ngắm cảnh thôi đó mọi người. Thì ngày hôm nay á, tụi mình chỉ làm có bao nhiêu việc đó thôi đó mọi người. Là sáng sớm á, tụi mình thức dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi xong rồi đi chơi tí xíu, rồi về nhà nghỉ ngơi, coi như là hết một ngày đó mọi người. Bởi vì mấy bữa trước á là tụi mình đi chơi nhiều á, đi chơi liên tục luôn á. Cho nên là những cái buổi này tụi mình mệt quá, cho nên tụi mình ở nhà nghỉ ngơi thôi à, không có làm gì nhiều hết trơn á. Thì bắt đầu từ ngày mai tụi mình mới đi chơi nhiều hơn một chút xíu. Thì mọi người nhớ đón xem là tụi mình đi những đâu nha. Ngày mai á là tụi mình đi một cái chỗ rất là thú vị á mọi người. Mọi người nhớ đón coi nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye!